Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình và mình là TF đây. Thì ở cái video này ấy, mình sẽ review cho anh em một cái rương chủ đề mới, đó chính là rương siêu hạng. Thì lần này Garena đã cho vào cái rương siêu hạng này toàn là những cái trang phục cực kỳ là hiếm luôn mọi người ạ. Đầu tiên thì phải nói đến là bộ ba trang phục Park Jack này, Park Sevier và đương nhiên rồi, Park Twisted Fate nữa. Và cùng với đó thì có thêm cả Kêu Bạc này, Rai Niên Thiếu Em và có biết tên bộ mà trang phục từ Riot đâu nữa. đã. Wow, cả giới hình vũ trụ hắc ám cũng được cho vào đây luôn này. Rồi thì bộ trang phục Học viện Chiến binh. Wow, Sako Hắc Tinh nữa. Tuy nhiên thì anh em thấy gì không? Ở hai cái hàng dưới cùng ấy sẽ là những cái phần thưởng mà mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ rất 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 là nhiều luôn đấy. Tỷ lệ mà anh em mở ra được những cái điểm hàng hiệu này, đá quý này, rương cùng với cả tinh hoa cam này thì cực cực kỳ là lớn luôn. Cho nên là mình cũng không có hy vọng gì nhiều vào cái rương siêu hạng này. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ vào đây làm chuột bạch để thí nghiệm cho anh em xem là cái rương siêu hạng này có đáng để anh em hiến máu không nhá. Ok, đầu tiên mình sẽ mua từng cái rương một để xem tỷ lệ nó như thế nào nhá. Ôi, mở bát mà chưa gì đã được rương với chìa hết tích này. Hơi xui nhỉ. Tiếp nào. 30 tinh hoa cam ạ. Trời ơi. Tiếp nào. Đá quý ạ. Ồ, 40 RP mà đổi được một đá quý thì nói chung là cũng khá là lời đấy. Ok, giờ mình sẽ thử mua 5 cái nhá. 200 RP đấy. Ok. Thì đây, một đá quý. Wow, 5 điểm hàng hiệu nhân 2 cùng với hai chìa tuyệt phẩm, à rương và chìa tuyệt phẩm. Chắc chính là lãi chứ anh em nhỉ? 10 điểm hàng hiệu. Này tính ra là 80 RP cũng là khá ngon đấy. Rồi, giờ mình sẽ mở thêm một lần 5 nữa nhé. Ok. Wow. Lần này được đá quý, tuy nhiên thì hơi xui một cái là mình lại ra những ba cái rương và chìa tuyệt phẩm. Ok, thì mình sẽ vào phần lịch sử nhá. Rồi đây. Sau khi mở xong cái rương siêu hạng thì mình đã được hai viên đá quý này, 10 điểm hàng hiệu cùng với bộ rương chìa tuyệt phẩm nữa. Đây. Nói chung là cái rương này tỷ lệ cao anh em sẽ mở được ra những cái bên dưới này thôi anh em ạ. Cho nên là nói chung là anh em nào mà có nhiều RP thì mới chơi cái rương siêu hạng này thôi. Chứ mình nghĩ là cái tỷ lệ mà anh em mở ra được cái trang phục Pass này hoặc là những cái trang phục Riot này cực kỳ là thấp luôn á. Ok, thì giờ mình sẽ vào trong kho báu vật để thử mua, à nhầm, thử ghép đi. Thử ghép trang phục để xem là có ra được cái trang phục Hắc tinh mới không nhá. Ok. Ok. Ui, có khi tay chơi ạ. 25 tinh hoa cam. Vậy là chắc không được rồi mọi người ơi. Chắc phải ở bản cập nhật tiếp theo thì mình mới có thể ghép được ra cái trang phục Hắc tinh, trang phục The Hin Hắc tinh này cùng với cả Kama Hắc tinh. Mình mới chỉ có sở hữu Sako Hắc tinh ở cái sự kiện đây. Sự kiện sân khấu tinh lần trước ấy. Đấy. Ok, thì giờ sẽ đến với cái chuyên mục chính của video này ngày hôm nay, đó chính là tặng quà nha. Thì như đã hứa với anh em là ở lần trước mình đã tặng quà cho mười mấy bạn á, thì vẫn còn thiếu vài bạn là mình chưa tặng được, bởi vì là lúc đó mình đã bị giới hạn là 20 người bạn tặng quà trong một ngày nhé. Đấy, thì đây ở cái event 20k shop thì còn 6 bạn nhé, thì giờ mình sẽ tặng từ bạn Đại Đế Đạt này. Ok, tặng cho bạn ấy một trang phục kỳ bí nhá. A hi hi, tặng em nha. Rồi mình sẽ copy lại và gửi tặng, không biết là món quà gì đây. Wow, lắc vệ pink pyjama quá đẹp luôn á, không biết là bạn này có thích chơi lắc không. Rồi bạn thứ hai nhá, Dark Sky nào, không biết là liệu có ra được cái bộ trang phục khắc tinh mới không nhỉ. Rồi
đây? Ồ, Olaf thái thịt cũng được. Đây cũng là một trang phục khá là đẹp của Olaf. Sau khi tặng xong quà cho 6 bạn này thì mình sẽ tiếp tục tặng biểu tượng tín nị cho những bạn may mắn mà mình đã add friend hôm nọ nữa nha. Ok. Thì những bạn nào mà chưa được nhận quà thì cũng đừng có buồn, bởi vì là mình sẽ còn làm rất là nhiều những cái event tặng quà kỳ bí, tặng rương hoặc là tặng bất cứ những cái gì mà anh em yêu cầu. Ok. Wow, Lulu pháp sư vũ trụ ạ. Bạn này cũng khá là hên nha. Rồi, bạn tiếp theo là Huy VIP nhá. Ok. Gì đây? Katrina mèo Kitty ạ. À, đây là một bộ trang phục trong Halloween. Rồi, giờ sẽ là bạn nào. Revenge Fighter nha. Ok, mong là sẽ được một trang phục huyền thoại đi. Ezreal thanh lịch cũng được ạ. Nào, lần này thì mong là sẽ ra được một trang phục của TF. Ok. Gì đây? Ui, The Raven giác đấu. Trang phục này cũng là một trang phục khá là mắc đấy, 199 thì phải. Ok, vậy là đã xong cái chuyên mục tặng quà cho 20 bạn ở cái event 20k shop nhá. Giờ mình sẽ tiếp tục tặng quà cho những bạn mình đã add friend. Đâu rồi ta? Những bạn mình đã add, đây, ở phần tổng quát đây. Mình đã add friend những cái bạn này. Thì những ai mà vào xem video mà thấy tên của mình trong đây thì ấy nhá, giờ mình sẽ chọn ngẫu nhiên, bởi vì là sợ là sẽ tặng một bạn quá nhiều ấy. Ok, sẽ tặng bạn ấy một biểu tượng tín hiệu kỳ bí đi. Ok rồi. Wow, tuyết thực phát tín hiệu luôn ạ. Trời ơi, bạn November này á, cực hên luôn á. Rồi, mình sẽ tặng bạn hạnh phúc ảo nữa đi, bởi vì mình chỉ giới hạn tặng một ngày chỉ được 20 món quà thôi, cho nên là mình sẽ không thể tặng được hết mọi người. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng làm ở các video sau nhé. Ok, bạn hạnh phúc ảo đã nhận được biểu tượng Akali tín hiệu nhá. Rồi, bạn chơi một lần này. Ok, sau khi tặng xong những bạn này thì mình sẽ xóa friend và tiếp tục add những bạn khác nha. Cho nên là những bạn nào mà chưa được nhận biểu tượng thì cũng đừng có buồn. Ok. Còn nốt ngày mai nữa là hết cái sự kiện tặng quà, à tặng cái biểu tượng tín hiệu. Ngày mai là kết thúc rồi. Cho nên là mình sẽ cố gắng tặng làm sao cho hết cái số tinh hoa lam mình còn thừa đây. Alista. Rồi, tiếp theo sẽ là bạn Dino xin giao nhá. Anh em cứ comment tên in game ở phía dưới đi. Tẹo nữa mình sẽ check một lượt và mình sẽ chọn ra những bạn may mắn và add friend nhá. Ok, bạn này đã được Gravet tín nị này. Venus nha. Ui, có khi mình tặng trong video này có khi là hết luôn cả tinh hoa lam chứ anh em nhở. Ok, kết liên tín nị ạ. Rồi, tặng bạn ra xua đi. Xem tí nị ạ. Bạn là GRV Yuki đi. Ok. Biểu tượng Demacia đi. Ồ, Morgana. Giờ mình sẽ tặng nốt nha. Mai Hoàng Cúc Lâm nha. Những bạn được mình add friend ấy thì mình sẽ cố gắng làm sao mà gửi tặng bạn những món quà. Ui, bạn này được Yasuo tín nhiệm luôn ạ. Trời ơi, đẹp quá nha. Ok, mình sẽ tặng tiếp bạn này nhá. Chắc giờ mình sẽ chỉ còn tặng được khoảng 3-4 bạn nữa thôi là hết tinh hoa lam rồi anh em ạ. Tuy nhiên thì mình vẫn còn rất là nhiều cái mảnh tướng ở trong cái kho stack ấy, cho nên là anh em cũng đừng buồn. Tẹo nữa, sau khi kết thúc video mình sẽ bắt đầu phân tách hết những cái vị tướng ấy ra để đổi lấy tinh hoa lam nhá. Rồi ngày mai mình sẽ tiếp tục tặng quà cho những bạn, à, hai bạn này online này, mình sẽ tặng luôn. Xạ thủ của về ạ. Bạn kia có tên Zack, đúng tên vị tướng Zack luôn ạ.
mình cũng khá là bất ngờ khi bạn ấy lại biết đến kênh của mình và add friend mình. Ok. Ui, chết rồi, không đủ tinh hoa lam, để mình vào đây đổ nốt nha. Mình đổ phân tách này. Ok. Mình sẽ phân tách nốt ra để tặng cho các bạn nhé. Nhưng mình sợ là giới hạn một ngày chỉ được 20 món quà ấy. Cho nên mình rất là sợ là ở cái video này mình không thể tặng hết được cho mọi người. Cho nên mình sẽ tạm thời mình sẽ phân tách vài vị tướng đi. Ok. Sandra nè. Gì đây? Morokaiso. Vì cái vị tướng này á, được rework lại làm lại cực kỳ là bá đạo luôn đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ tặng tiếp cho bạn Zack này nha. Ok, sẽ là cái gì đây? Tặng bạn một biểu tượng Bingewater đi. Biến đổi ra một biểu tượng TF nhỉ? Ui, găng planh ạ. Cũng được. Mình sẽ tặng tiếp bạn Nguyễn Trung Kiên nhé. Rồi, Kathleen ạ. Ui, vậy là vẫn còn ạ. Ủa, hôm nay sao mình tặng khá là nhiều mà vẫn còn chưa hết. Chưa hết tối đa 20 món quà. Vậy thì mình sẽ phân tách nốt nha. Mình sẽ phân tách nốt để tặng cho các bạn. Ok. Phân tách thất bại ạ. Đùa. Mấy Gardena thỉnh thoảng lỗi. Ghê quá ta. Ok. Ok. Ui, phân tách mấy vị tướng này được có 90 tinh hoa lam ạ. Ít vậy ta. Ok, đây. Talon đi. TF thì mình vẫn còn hai mảnh thì mình sẽ để lại, bởi vì là thứ nhất là TF sau này mình sợ là sẽ có lên cái thẻ thông thạo 8 hoặc là thẻ thông thạo 9 đấy thì mình sẽ ghép. Giờ mình sẽ phân tách hết cái này cho lên 10.000 đi. 10.000 tinh hoa lam ạ. Đang bị lỗi à? Vẫn chưa hiện lên này mọi người ơi. Đó, vẫn 8.800 ạ. Thôi được rồi, để mình vào tặng tiếp nhá. Giờ mình sẽ tặng bạn Riven này. Ui, vừa đấy rõ ràng mình nhìn đây chưa đạt giới hạn mà giờ đổi xong thì vào đây lại đạt giới hạn rồi mọi người ơi. Đấy, bạn đã đạt giới hạn mua hàng với vật phẩm này. Trời ơi, vậy là chắc là sẽ phải đợi vào ngày mai rồi nha anh em. Ngày mai thì mình sẽ cố gắng tặng nốt. Bây giờ thì mình sẽ add friend tiếp nha. Mình sẽ add ngẫu nhiên trong đây và sẽ lại xóa đi để tiếp tục add tiếp. Bởi vì là mình sợ là có nhiều bạn comment muộn đấy. Đó. Ok. Giờ thì mình sẽ add ngẫu nhiên thôi. Mình sẽ không thể add hết được bởi vì là mình sẽ full đấy. Ok. Thì giờ mình sẽ add tạm thời như vậy đã nhá. Còn những bạn khác thì mình sẽ tạm x đi này. Những bạn nào mà có tên ở trong đây bị mình x thì cũng đừng buồn nhá. Các bạn có thể add lại sau cũng được bởi vì mình muốn cho công bằng ấy. Thì mình sẽ xóa đi. Ok. Ok, ok, ok. Vậy là giờ sẽ vẫn còn 42 slot kết bạn nữa. Thì các bạn cứ nhanh tay add in game của mình. Ok. Hoặc là comment tên in game xuống phía dưới. Mình sẽ chọn ngẫu nhiên để tặng quà nha. Bởi vì ngày mai là ngày 18. Sẽ là ngày kết thúc cái chuyên mục tặng quà rồi. Ok. Thì chắc có lẽ video đây cũng khá là dài rồi đúng không? Thì rất là mong anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách đó chính là like, subscribe kênh YouTube và đừng quên là ấn vào cái chuông để luôn luôn nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nhé. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người vào các video lần sau nhé. Bye bye.